Xin chào quý vị, ánh hạnh quý vị nào đó đang cần mua một chiếc xe để trưng bày hàng hóa, cũng như là mình lên xuống hàng hóa nó dễ dàng, thuận tiện, mà tải trọng thì nó nhỏ thôi. Nó chạy vào thành phố được, tải trọng 1,5 tấn, 1,49 tấn, thì chúng ta có thể cân nhắc cái dòng này. Cái dòng này là một cái dòng là rất là đặc biệt ở trên thị trường, là tại vì thứ nhất là thiết kế của nó rất đẹp, thêm thứ hai nữa là về chất lượng của nó đã được khẳng định 3-4 năm nay, xe này bán hàng rất nhiều. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị xe Zack X150, tải trọng 1,5 tấn. Cái con xe này thì là xe màu trắng, màu xanh và màu bạc ha. Ngoài ra thì cũng có thể có thêm một số màu khác nữa, nhưng mà đó là ba màu cơ bản. Đây là chiếc xe mà hôm nay em muốn giới thiệu, là tại vì nó có một cái điểm đặc biệt là xe là thùng cánh dơi, bán hàng lưu động. Và xe này đặc điểm của xe bên chỗ em là có phiếu ra phiếu thùng hợp quy. Các anh công an giao thông khi mà gặp xe này thì người ta cũng nhìn thấy và biết là có phiếu hợp quy, cho nên chúng ta sẽ không có sợ là vấn đề về vận chuyển trên đường, vận tải trên đường. Hiện tại bây giờ họ đang làm đây, thì chiếu sơ qua cho các anh chị thấy thì xe Zack X150 có tải trọng là 1,49 tấn, có đầu thiết kế cabin là gồ về mặt phía trước như thế này. Đó, cabin này là cabin dạng Hyundai, rất là chắc chắn, và thêm cái nữa là yếu tố thẩm mỹ rất là cao ha. Chúng ta thấy là nó sẽ như một chiếc xe hơi, chứ nó không phải đơn thuần là một chiếc xe tải nữa. Ở đây chúng ta có một cái mặt đèn ha, mặt đèn halogen chiếu sáng rất là xa, rất là an toàn cho đường, cho khách hàng khi mà đi trên đường. Đèn xi nhan ở bên đây, và thêm cái nữa là mặt đèn, cụm đèn này là cụm đèn rất là cao cấp ha, của Zack. Khi các bác coi trên những cái xe khác thì sẽ không thấy cái cụm đèn như vậy. Thêm cái nữa là ở đây chúng ta có cái logo Zack màu vàng nè, là logo dành cho những cái xe mà có thương hiệu cao cấp của Zack. Tất cả phần này, thưa quý vị, đó. Quý vị có thấy cái tiếng mình test cái phần mặt trước của nó không? Rất là chắc, và nó không có một cái tiếng rống động của cái kim loại nào trong đây hết, rất là chắc. Vì vậy đi trên cái xe này chúng ta yên tâm khi cho gia đình chúng ta vận chuyển trên chiếc xe này ha. Và phần dưới này chúng ta cũng có một cái kẽm bằng sắt nữa này. Xe này nó rất là rắn chắc ha. Đèn sương mù ha, đèn sương mù màu trắng. Phần này là phần lấy gió. Thiết kế này là thiết đó. Đèn đây. Rất là sáng. Thì thiết kế xe là thiết kế an toàn khí động học. Đèn xi nhan này. Đó, đèn xi nhan hai bên chớp. Rồi. Bánh xe thì bánh xe trước và bánh xe sau đều là bánh xe 6.013 ha. Đằng trước nó cũng có phuộc nè. Xe này thì chạy phuộc với lại chạy nhíp, cho nên rất là êm ái khi chúng ta chở hàng. Trước sau đều có phuộc hết và đều là nhíp lá, chứ nó không chạy giò gà ha. Còn đây là cái phần mặt bên hông của cái xe Zack X150. Nó lấy cảm hứng từ những chiếc xe hơi cho nên những cái thiết kế này nó rất là hoàn mỹ, nó rất là đẹp. Tay nắm cửa nè, có khóa đóng khóa cửa mở cửa tự động ha. Đóng khóa mở cửa tự động. Rồi thêm cái nữa là cái phần này là phần điều chỉnh cái gương chiếu hậu ha. Đây cũng là một cái đặc điểm mà rất ít những cái xe tải hiện tại tại có ha. Rồi này, kính bấm một chạm. Đây, kính bấm một chạm. Đó, nó giúp cho tài xế khi mà di chuyển trên đường qua các cái cung đường nó đỡ mệt mỏi hơn. Rồi thêm cái nữa là chỗ phần này chúng ta cũng có là cái hốc mà đựng chai nước nè. Quý vị, chai nước chúng ta đựng như đây để tài xế đi uống. Phần này là phần loa của xe, phần loa âm thanh hé mở, cái âm thanh cực kỳ là tuyệt vời như xe du lịch. Thì tạo tác của cái xe này á, từ những cái thiết kế rất là cao cấp ha, những cái mặt nhựa trong đây nó cũng rất là cao cấp. Rồi, chúng ta ở đây chúng ta thấy là trong cái xe của chúng ta đây, quý vị thấy xe chúng ta là cái không gian ngồi nó rất là rộng rãi, rất là thoáng. Ghế thì là bọc bằng
nạy simili nữa ha. Rồi bây giờ vô trong xe thì chúng ta thấy là đây, xe của chúng ta là xe có vô lăng 4 chấu. Thì hiện tại người ta bác tài người ta đang đánh lái cho nên vô lăng nó nằm ngược như vậy. À, bên chỗ này chúng ta có một cái phần mà điều chỉnh độ cao của đèn từ nấc 0 đến nấc 4. Tất cả những cái phần nhựa ở đây như quý vị thấy này, em chiếu quý vị thấy thì nó đều rất là cao cấp, bằng chất liệu nhựa rất là cao cấp ha. Đó, còn phần mặt này chúng ta thấy nè. Đó, khi mà ngồi trên chiếc xe này chúng ta cảm giác giống như là đang ngồi trên một chiếc xe hơi ha. Cần số thì gạt rất là nhẹ, cần số gạt nhẹ lắm nha. Vậy em đã từng thử chạy chiếc xe này rồi ha. Đó, rồi ở đây chúng ta có FM radio nè. Đó, có chỗ cắm USB để nghe nhạc nè ha. Đó, rồi ở đây có điều chỉnh tốc độ gió, rồi cũng như là hướng gió. Máy lạnh 4 chiều ha. Lấy gió trong, gió ngoài, chế độ AC, chế độ sưởi cũng có luôn. Đây là cái đèn ưu tiên. Mà quý vị thấy không, là tất cả những cái chi tiết này nó được mạ một cái lớp viền chrome bên ngoài, nó nhìn cho chiếc xe chúng ta nó thêm phần sang trọng. Rồi, chưa kể nữa là xe của chúng ta có mặt đồng hồ rất là đẹp. Quý vị thấy mặt đồng hồ không? Mặt đồng hồ xe rất là đẹp ha. Rồi cần số là 5 số tiến và 1 số lui. Đó, cần số nhìn giống như cần số của xe Hyundai. Rồi này chúng ta cũng có cái đồ gạt tàn thuốc, cái đồ mà để mồi thuốc ha. Đó, đây là tổng thể của xe. Còn phía trên này của chúng ta là chúng ta có phần mà che nắng đây. Ngồi trong xe thì cảm giác thấy rất là thoải mái, cái độ rộng của xe rất là thoải mái ha. Đó, bật đèn xe lên. Rồi chúng ta cũng có thêm một cái cửa sổ trời nữa, cái điều mà những cái xe khác nó không sẽ không có ha. Chúng ta vừa có thể lấy gió ngoài bằng cửa sổ trời, vừa có thể bật máy lạnh lên cũng được nếu mà ai sang quá ha. Đó, phần này chúng ta có một cái hốc để đồ nè. Rồi đằng sau này của chúng ta là có thêm một cái khoảng trống để ví dụ như cất cặp này, rồi ba lô các thứ, rồi ví dụ phụ tùng đồ nghề cũng cất đây. Thì xe khi mà bán thì sẽ chung một cái bộ phụ tùng đồ nghề như vậy. Có bình chữa cháy ở trong luôn, có con đội các thứ. Rồi thêm cái nữa là bây giờ thử đóng để quý vị thấy không, khi mà đóng lại tiếng ồn nó giảm rất là nhiều, độ cách âm của xe rất là tốt. Ở biển nha, độ cách âm của xe rất là tốt. À, rồi bây giờ ra xem thùng cho quý vị coi cái thùng. Đây cái thùng là bên em đóng, cái thùng bên em đóng đây. Thùng này là thùng chín cánh dơi, mà bên chỗ tụi em mà có phiếu của cái thùng này luôn ha. Xe này thì xe chạy cái bình xăng, bình dầu, chứ bình dầu nó chạy dầu nha quý vị. 80 lít dầu, rồi thêm cái này nữa, 80 lít dầu chạy chở hàng 1 tấn rưỡi thì nó chỉ tốn khoảng cái chừng 8 lít cho đến 9 lít là cao ha. Máy dung tích là 1.8 ha. Còn đây là cái phần thiết kế thùng. Thì thiết kế thùng ở bên đây thì chúng ta sẽ mở bằng hai cái ti. Mình sẽ mở bằng hai cái ti. Hai cái ti này nó sẽ có tác dụng là nó giữ cái phần vị ở trên luôn luôn là đứng thẳng như vậy. Nhưng mà nó rất là an toàn, nó không bị rớt xuống, nó cũng không có cái gây nguy hại gì cho người sử dụng. Đó. Đây. Bây giờ thùng này người ta đang hoàn thiện ở các cái mối, ở các cái nơi mà chúng ta mở vị lên á, thì chúng ta sẽ có là những cái cỡ sợi dây xích như vậy để trưng bày hàng hóa, ví dụ trưng bày xuống đây đó. Đây là thiết kế của thùng kín cánh dơi đó. Quý vị cũng có thể lựa chọn cái thùng bạc cánh dơi như vậy ha. Xe thì chúng ta có thể là bất kỳ lúc nào cũng có thể xem xe, khi quý vị liên hệ với số điện thoại bên dưới. Thì xe này thể tích của nó rất là lớn, khi mà nó mở ra ba thùng như vậy, ba bận như vậy ha. Xe này chiều dài
của xe á, chiều dài của xe là lọt lòng thùng là 3m2, chiều cao là 1m65, bề ngang là một bề ngang cũng là 1m65 luôn. Cho nên giả sử như ai mà mua, ai mà buôn bán rau củ quả gì đó ở đây á thì rất là thuận tiện đó. Bây giờ người ta đang đứng lên nè. Anh cho em hỏi anh cao khoảng 1m bao nhiêu anh? Không nhớ rất rõ à? Thì anh không nhớ rõ nhưng mà mình nghĩ là anh cao tầm khoảng có chừng 1m67-68 gì đó. Thì anh đứng cũng nè, quý vị thấy. Rồi, còn phần về phía dưới mặt sàn này chúng ta có sàn sắt 2.5 ly đảm bảo là rất là an toàn nếu quý vị chở hàng ha. Đồng thời đó là cái xe rắc này đó, bây giờ người ta đóng lại xe rắc 1,5 tấn này á là người ta có một cái nữa mà rất hay là xe 1,5 tấn này nó chạy hai bánh sau là hai là bánh đôi nha, bánh đôi đó, quy hình dung được không ạ? Đèn bây giờ người ta bắt đầu lắp đèn vô, đèn sau, đèn cản đó. Xe mở ra như vậy thì rất là thuận lợi cho quý vị khi mà chúng ta chạy chở hàng. Sắt xe xe thì dày, rất là dày. Xe của chúng ta là nó chạy cái ắc quy 12V ha, bánh sau bánh đôi, khung gầm xe. Thì cái khung gầm xe này tự tin là tải đến 4-5 tấn là bình thường, ở thậm chí là 7 tấn quý vị. Đấy, quý vị nào mà đang có nhu cầu muốn mua chiếc xe này để chở hàng, chở gia đình thì có thể liên hệ đến em theo số máy bên dưới, em sẽ hỗ trợ nhận tận tình và nhiệt tình cho quý vị. Xe này thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó rất là cứng cáp chắc khỏe, và thứ ba nữa là cái đối với cái thùng này thì bất kể chúng ta chở cái hàng gì cũng được hết ha, bất kể chở một cái hàng gì cũng được, không có kén thùng ha, lên xuống dễ dàng. Nhiều khi là gia đình đi buôn bán bán hàng rồi này kia nó cũng rất là thoải mái ha. Đấy, quý vị xem treo trước và treo sau thì nó là nhíp với lại phục trợ lực chân không, cho nên khi mà chở hàng hóa cũng rất là êm ái. Ví dụ chở hàng nội thất hay chở mấy cái hàng thủy tinh này nọ thì chở xe này cũng đi qua những con lừa chúng ta rất là yên tâm ha. Rồi, vậy thì em nãy giờ giới thiệu review sơ qua xe rồi đó. Vậy thì quý vị nào có nhu cầu có thể liên hệ đến em nha. Xưởng thùng của em ở đây thì sẵn sàng gia cố luôn cho quý vị. Ví dụ như quý vị cần thêm cái gì đó tụi em sẽ sẵn sàng hỗ trợ nha. Rồi, em xin chào ạ.